Chào các bạn. Trong video này thì gửi đến các bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khối lớp 9 của tỉnh Quảng Ninh năm học 2000 và 2001. Đề cho như sau: chất hữu cơ A chứa 3 nguyên tố CHO ở thể hơi 18 gam A có thể thích đúng bằng chừng đó oxy. Đốt cháy thì thu cần oxy, thu được CO2 gấp 3 lần oxy. Điều cầu chúng ta là công thức phân tử. Viết công thức cấu tạo của A, biết A đổi màu quỷ tím. Rồi. Câu này dễ thôi. Ở đây chúng ta có như sau, có hai dữ kiện chúng ta cần lưu ý. Dữ kiện này á là dữ kiện chúng ta sẽ tính được mol, tính được khối lượng mol của A, được chưa? Sau khi khối lượng mol của A để cho khối lượng đốt cháy là 3,6 gam, em tính được mol A, tính được mol oxy. Có mol oxy chúng ta tính được mol CO2, có mol CO2 rồi chúng ta sẽ tính được mol nước. Và khi có mol CO2, mol nước, mol oxy thì chúng ta dùng bảo toàn C, bảo toàn H, bảo toàn O coi như là xong. Hiểu ý tưởng không ạ? Dạ. Như vậy thầy gọi công thức tổng quát của A là CXHIOZ. Thầy ghi ý tưởng cho bạn hiểu thôi. Thế đề cho là thể tích của A đúng bằng thể tích của oxy. Thì suy ra mol A đúng bằng mol oxy. Mol A chúng ta lấy 1,8 chia cho M lớn A. Mol oxy lấy 0,8 chia 3,2. Từ đây bạn suy ra M lớn A bằng bao nhiêu? Cái đoạn mà cho thể tích chiếm thể tích á, thì chúng ta chỉ tìm được mol thôi, M lớn thôi nha. Chia 7,2. 7,2. Rồi, từ đây em đi tính cho thầy mol A. Lấy 3,6 chia cho 7,2. 0,05 à. Mol oxy bao nhiêu em ơi? 0,2. Thế đây cho là thể tích oxy gấp 3 lần thể tích oxy. Thể tích CO2 gấp 3 lần thể tích oxy. Thế đi ra mol CO2 gấp 3 lần mol oxy. Và bây giờ nó sẽ bằng 0,6 mol. Được chưa? Và người ta cho khối lượng CO2 bằng 11/3 khối lượng nước. Rồi. Khối lượng CO2 chúng ta là bằng 44 nhân cho 0,6. Khối lượng nước là bằng 18 nhân mol nước. Từ đây bạn ta nhân thành mol nước bằng bao nhiêu? Như em. Dạ 0,4. Cái đó chúng ta có sơ đồ và chúng ta làm bình thường thôi. Sơ đồ chúng ta như sau. CXHIOZ đi tới dụng oxy. Mol này đã có là 0,05. CO oxy là 0,2. Đây 0,6 và đây là 0,4. Chúng ta đi bảo toàn C. Lấy 0,05 nhân cho x bằng 0,6. Từ đây bạn sẽ ra x bằng bao nhiêu? Cái gì đó sai sai rồi ta. Nghiêm. Dạ 12. Ba lần thể tích thì đúng rồi mà. 12 rồi, cứ từ từ đã. Rồi, bỏ toàn H. 0,05 nhân cho Y ba bằng 2 lần mol hydro 0,4. Đây bằng bao nhiêu em ơi?
16. Cái gì nó sai sai ta? Bắt đầu oxy coi. 0,05 nhân cho Z. Z chúng ta là đang tìm. 2 nhân cho 0,2 bằng 2 nhân cho 0,6 cộng cho 0,4. Dạ bằng 24. Hai tư ủa sao nó chào ta có sai chỗ nào mới được bờ lớn bằng 72 thì thầy coi lại nha. Ủa nếu mình tính như thế này là số carbon mình nhân vô đó 12 nhân 12 là lớn hơn 72 rồi, hiểu không? Sai đúng đoạn đó. Nếu theo thầy sai này chỉ có sai từ đoạn này này. Chúng ta hiểu sai đoạn này này. Sao phấn thu được CO2 gấp 3 lần thể tích oxy ở cùng điều kiện và khối lượng CO2 bằng 11 phần 3 khối lượng nước? Sai ở chỗ CO2 đó. Được không em ơi? Mà oxy này là oxy gì mới khó rồi nha. Ở trong trường hợp này là cái lượng cái khi mà đốt cháy A bằng oxy á, thì oxy sao phưởng nó vẫn có thể dư. Hiểu vấn đề không? Dạ. Giờ xử lý như thế nào? Bây giờ suy nghĩ coi. Để làm như thế này là sai rồi, sai chắc rồi. Bây giờ chúng ta xử lý lại này. Như vậy trong trường hợp này có oxy dư nữa. Được không em ơi? Và mấu chốt ở đây là chúng ta sai cái đoạn kia. Đây, ta sẽ bỏ hết cái đoạn sai đây đi. Rồi. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ tìm được tỷ lệ x chia y. Có đoạn dưới này luôn. Xử lý lại đi em ơi. Nhìn thấy nó sai sai rồi nhưng mà cứ làm đi là mới biết chúng ta mới biết nó sai ở đâu. Được chưa em ơi? Bây giờ xử lý như thế nào đây em ơi? Bây giờ khi chúng ta có mol A rồi, đúng không? Có mol oxy rồi. Nhưng oxy này chắc gì đã phưởng hết đâu, hiểu không? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ lệ khối lượng đề bài cho là khối lượng CO2. CO2 gấp 11 phần 3 khối lượng nước hay nó khác là khối lượng CO2 chia khối lượng nước. Bằng 11 phần 3. CO2 chúng ta là 44 nhân mol CO2. Còn thằng này là 18 nhân mol nước. Từ đây em sẽ tìm được tỷ lệ mol CO2 cho mol nước bằng bao nhiêu. Em lấy 11 nhân 18 chia cho 3 nhân 44.
Tính cho thầy bao nhiêu? Dạ 3/2. 3/2, ok. Từ đây mình sẽ chọn mol CO2 là bằng 3 amon đi, đúng không? Mol nước là bao nhiêu? 2 2 amon, hiểu không em? Rồi. Dạ. Chúng ta nghe kỹ. Bây giờ chúng ta xử lý như thế nào đây? Bây giờ khối lượng của A có rồi 3,6 gram đúng không? Khối lượng A có rồi này, 3,6 gram. Khối lượng oxy có chưa? Rồi, đúng không? Khối lượng CO2 có chưa? Rồi, khối lượng nước có rồi đúng không? Hiểu không em? Hiểu không em? Bây giờ người ta kêu là thể tích oxy gấp 3 lần thể tích oxy. Thể tích oxy này là thể tích oxy sau phản ứng thu được thể tích oxy CO2 gấp 3 lần thể tích oxy. Tức là cái oxy này là oxy gì? Oxy này oxy sau phản ứng đúng không? Phải là oxy dư không? Hiểu không em ơi? Hiểu không à? Sau phản ứng thì thể tích CO2 gấp 3 lần thể tích oxy. Tức là trong cái hỗn hợp khí chúng ta thu được gồm có CO2 này, nước này và oxy dư thì thể tích CO2 gấp 3 lần thể tích oxy dư. Hiểu không ạ? Dạ. Và đây là mấu chốt bài toán, thể tích oxy này, thể tích CO2 này gấp 3 lần thể tích oxy dư. Bởi dư mới nằm sau phản ứng. Hiểu không ạ? Đây suy ra mol của oxy dư nó bằng 1/3 đúng không em? Đúng không? 1/3 mol của gì? CO2. Thể tích bằng nhau thì mol bằng nhau. Cái này làm tắt cái hiểu không ạ? Dạ hiểu thầy. Rồi tự hiểu đi mày quá. 1/3 chúng ta nhân cho 1/3 nhân cho 3A thì đây là A mol. Cái đó ta đã bảo toàn khối lượng tính A đi. Khối lượng hỗn hợp là khối lượng hợp chất là 3,6 cộng cho 32 oxy. Oxy ban đầu là 0,2 bằng khối lượng CO2 44 nhân 3A 18 nhân 2A cộng 32 nhân A. Cái này tính cho thầy A bằng bao nhiêu? Dạ 0,05. 0,05. Rồi giờ là xong rồi đó. Được chưa? 0,05 thì bây giờ chúng ta có sơ đồ này. CXHI OZ đi tới dùng oxy. Thu được CO2, nước và oxy dư 0,05. CO2 chúng ta là bằng 3A và bằng 0,15. Nước chúng ta là bằng 2A và bằng 0,3. Em đi bảo toàn C. Cái bằng 3, bảo toàn hydro. Là thằng này 0,1 chứ nhỉ, đúng không? Y bằng 4 đúng không em? Rồi, em muốn bao toàn oxy cũng được hoặc không tùy. Nhưng mà em có M lớn nó bằng 7,2 rồi. 12X cộng Y cộng 16Z. Và theo đề cho là bằng 72. Từ đây sẽ ra Z bằng bao nhiêu nữa là xong. Thế đi vào đi. Thế này Z. Chứ bằng 2 đúng không? Từ đây mình suy ra được công thức của hắn bây giờ là C3H4O2 H2O. Câu B, viết công thức cấu tạo của A, biết A đổi màu quỳ tím.
Dễ rồi. A đổi màu của tím thì nó phải là axit. Chúng ta còn lại 2C và một liên kết đôi. CH2 nối đôi CH COH. Nhờ. Đây là công thức cấu tạo của C3H4O2. Thế thôi. Một công thức duy nhất. Hết.